Rồi, xin chào mọi người đã trở lại với trên kênh Mẹ Cá Thi Thách ha. Buổi sáng nay tại 1 cầu 5. Đó, quá trời anh em đang chuẩn bị bàn đồ cúng rồi mọi người ơi. Trước tiên phải vào thắp hương. Hương cầu 5 Vũ Linh. Đục nhang thắp hương chứ. Anh em đang bài đồ cúng ra mọi người. Cũng màu đèn đốt nhang màu này nữa không ạ. Cũng coi cúng nè. Cúng mặn nha. À, nó mắm luôn. Nó quay. Rau đây nè anh ơi. Chị bỏ dĩa bún vô trong đi. Để hương ra chị, cho hương ra. Hương ra. Nó đổ. 15 chai nước ngọt á. Để mình vô cổng rồi để nước ngọt để nước ngọt vô. Mỗi đi đã chứ không. Để
để mà thờ cậu một chai với chút múc một chén để mà thờ cậu. Còn cái chén nào chưa không chị? Còn cái chén mình chị. Những anh em chuẩn bị dọn lên luôn. Chuẩn bị dọn lên cúng nha mọi người. Hello em ấy ạ. Thấy chưa? Hello cái là gớt không? Hello cái. Hello cái là gớt. Anh xuống lông chưa? Hello anh Biên. 15 phút. Khỏe không anh? Khỏe. Hôm nay quay 2-3 kênh dữ vậy? Nay quay để vú nó mấy ngày rồi. Dữ vậy trời. Rồi chào anh gió Bình Dương. Chỗ này sao cà phê bự dữ vậy trời. Mấy anh em rất là vui vẻ nha mọi người ha. Buổi sáng nay à, cũng nào quay luôn rồi. Em có mua cho anh ớt với anh Ngọc người hộp tôm sườn bị chả hoài nha. Trời ơi, mua cho em. Chưa anh ăn. Ô vô lấy nước giúp chú anh chị Ngọc rồi mắm đi. Để ý nói là những người mà không ăn mắm được đúng không? Đúng rồi. Mắt đi sắp hương. Hấp dùm anh bán cái này. Mình chơi sang trẻ sang màu màu anh. Nó đẹp trẻ à. Em bao nhiêu chai ạ? 15 chai. Né chỗ nào cũng dính hết trơn vậy con đi. Bây giờ mình né chỗ nào cũng dính hết. Còn trai trên mặt cậu nữa kìa chị. Góp cho con thật cậu chị. Qua đây cúng đi chú. Thì nó